Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 21 Lần trước, dẫn đến đoạn Bồ-Tát Định Tự Tại Vương. Xin hỏi Thế Tôn, Bồ-Tát Địa Tạng, từ kiếp lâu xa đến nay, đã phát những nguyện gì mà được Thế Tôn ân cần? Tán tháng. thỉnh cầu Phật Khai thị sơ lược Cho đại chúng biết Thế Tôn Nói với Bồ Tát định tự tại dương Trên thực tế là Bồ Tát hỏi thay cho chúng ta Đức Phật Bảo Bồ Tát định tự tại dương Hãy lắng nghe Chính là bảo chúng ta Phải dụng tâm Nghe Pháp Bình tâm mà lĩnh hội Phật Kể lại đây là Chuyện trước đây rất lâu Kiếp lâu xa về trước Vào thời đó Có một đức Phật Hiệu là nhất thiết trí thành tựu như lai Tuổi thọ của Phật Là sáu dạng kiếp Từ đó cho thấy chúng sanh ở thời đại đó tất nhiên là đoạn ác tu thiện nên chiêu cảm được quả báo thù thắng như vậy lúc phật chưa xuất gia ngài là vua của một nước nhỏ làm bạn với vị vua nước láng giềng vô cùng thân mật vua của hai nước nhỏ này đều là dùng thập thiện để cai quản quốc gia dạy bảo nhân dân cả nước đoạn thập ác tu thập thiện đương nhiên hai quốc gia này được quốc thái dân an nhân dân đều sống rất hạnh phúc nhưng ngoài cái khu vực này của họ ra những khu vực khác thì không được như vậy Tất cả chúng sanh nơi đó tạo tác ác nghiệp rất nhiều Hai vị quốc dương này cùng nhìn thấy Hình như cục diện của toàn thế giới là như vậy Hai người liền bàn tính Làm thế nào giúp cho nhân dân của những khu vực quốc gia này Chúng ta giảng đến chỗ này Tiếp theo các vị xem kinh văn Kỳ lân quốc nội Sở hữu nhân dân đa tạo chúng ác Nhị dương, nghị kế, quản thiết phương tiện Làm thế nào cứu giảng vận mạng của thế giới Hai vị tiểu quốc dương này đang bàn tính Nhất dương phát nguyện Tạo thành Phật đạo Đương độ thị bối lệnh sử vô dư một vị vua phát nguyện Chỉ có thành Phật mới có thể rộng độ chúng sanh Nếu như không thành Phật Tuy có cái nguyện này Mà nguyện này trái lại với tâm Chúng ta thường nói Lực bất tòng tâm Vẫn là vô phương Vậy liền phát tâm Cầu đạo Muốn thành Phật Nhất quốc phát nguyện Nhược bất tiên độ tội khổ lệnh thị an lạc đắc chí bồ đề ngã chung vị nguyện thành phật hai vị vua này phát nguyện khác nhau vị vua này phát nguyện chưa độ bản thân độ chúng sanh trước đây gọi là phát tâm bồ tát không phải vì chính mình mà muốn vì người khác đoạn kinh văn này chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của nó chúng ta có thể phát cái nguyện không độ chính mình mà độ chúng sanh trước này được hay không nếu như thật sự phát nguyện tất cả gì chúng sanh, tất cả gì Phật pháp này, thật sự là không có chính mình, ngã và ngã sở đều đoạn rồi thì được, cái đó không có vấn đề. Nếu như vẫn còn nhân ngã, vẫn còn thị phi, vẫn còn được mất, thế thì không được rồi. Hay nói cách khác, bạn không thể thoát khỏi lục đạo phàm là người không thể thoát khỏi lục đạo nhất định phải giác ngộ từ vô thủy kiếp đến ngày nay chúng ta đã tích lũy bao nhiêu tội nghiệp đây là lời chân thật tội nghiệp không phải tạo trong đời này mà là đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp tích lũy lại đâu có lý nào không đọa ác đạo chứ đâu có lý nào không đọa địa ngục bạn nhất định bị đọa lạc bạn đọa lạc vào ba đường ác thì lấy cái gì để độ chúng sanh đây cho nên các vị nhất định phải biết nhất định phải chứng được a la hán trở lên mới có thể nói ta độ chúng sanh trước chúng sanh không thành phật thì ta không thành phật ở mức thấp nhất là quả A-la-hán Thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi Vào trong lục đạo đó là thị hiện Để giúp chúng sanh Chính mình muốn thành Phật Vẫn còn một khoảng cách rất xa Ta từ từ hãy làm Nay ta độ chúng sanh trước Vậy thì được Bản thân bạn có khả năng mới được Không có khả năng phát cái nguyện này Là nguyện xuông rồi Cho nên chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý Dứt khoát không được sanh ra hiểu lầm Phương pháp thù thắng nhất Đây là đối với chúng ta mà nói Chúng ta tập khí Nghiệp chướng sâu nặng Người mà một phẩm phiền não chưa có năng lực đoạn Phương pháp tốt nhất là phát tâm cầu sanh tịnh độ Cầu tịnh độ nói lời thành thật Nếu chúng ta muốn mình tu hành Chứng được quả A-la-hán không đơn giản rồi Nói lời thành thật Là không làm đến được Nhưng giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Thì người nào cũng có thể làm đến được Về thế giới Tây Phương cực lạc rồi Có phải là Đã thành Phật hay chưa vậy? Chưa Một phẩm phiền não còn chưa đoạn mà Người giảng sanh về phàm thánh đồng cư độ Phiền não chưa đoạn nhưng được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trị Cộng thêm thiện lực của mình Chính mình phải có tâm nguyện Có chút thiện lực Cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát vào lúc này thì mới được Ta không dội thành Phật Ta gấp rút độ chúng sanh trước Học Bồ Tát Địa Tạng Đó là bạn có năng lực Bạn được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật Gia trị có thể đi đến mười phương thế giới cần dùng thân gì độ thì liền hiện thân ấy bồ tát địa tạng cũng là như vậy tôi kể với mọi người về chuyện phu nhân của thầy chú ban đạo gặp bồ tát địa tạng mang hình tướng tỳ kheo xuất gia là cần dùng thân gì để độ liền thị hiện thân ấy cần dùng thân phật để độ thì Bồ Tát Địa Tạng cũng thể hiện tám tướng thành đạo, cũng có thể thể hiện thân Phật. Cho nên điểm này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, dứt khoát không được hiểu lầm. Chúng tôi ở Đài Loan đã từng nhìn thấy có một số Pháp Sư phát tâm, phát tâm rất lớn. Không muốn thành Phật, muốn đời đời kiếp kiếp ở thế gian này làm Pháp Sư độ chúng sanh. Nhưng tướng trạng lúc ra đi đều không tốt Thật sự là không bằng một cư sĩ tại gia niệm Phật Là người niệm Phật Đã nhiều năm nay Tướng lành của cư sĩ tại gia niệm Phật giảng sanh của chúng ta Có người không bị bệnh Biết trước giờ đi Đang đứng mà đi Đang ngồi mà đi Là rất nhiều Còn trong Pháp Sư Xuất Gia Một người cũng không có Chỗ này không được hiểu lầm Họ quả thật là Có năng lực Lúc làm tiểu quốc dương Đây là thị hiện Thân phận chính của họ là gì Chúng ta không biết Phật kể ra hai vị quốc dương này Phật cáo định tự tại Bồ Tát Nhất dương phát nguyện tạo thành Phật giả Tức nhất thiết trí thành tựu như lai thị Nhất dương phát nguyện vĩnh độ tội khổ chúng sanh Dị nguyện thành Phật giả tức địa tạng Bồ Tát thị Bồ Tát địa tạng từ nhiều kiếp đến nay Luôn luôn phát nguyện Cái tâm nguyện đó vĩnh viễn không thối chuyển đây là điểm đáng để chúng ta noi theo cho nên nếu chúng ta thật sự muốn phát tâm thì phải học theo bồ tát địa tạng công đức thù thắng của bồ tát địa tạng là tất cả những bồ tát khác không thể sánh bằng phật ở trên kinh này nói ngoài bồ tát văn thù phổ hiền quan âm ra những bồ tát khác đều không thể sánh bằng mặc dù những vị đại bồ tát như quan âm văn thù phổ hiền này ở trên tâm nguyện mà nói thì bồ tát địa tạng hơn hẳn các ngài thế nhưng chúng ta ở trong phật pháp đại thừa tiếp xúc nhiều rồi chúng ta biết tất cả nguyện hạnh của bồ tát chính là trí huệ đức năng ở trong tự tánh Của chính mình Tâm nguyện giúp đỡ chúng sanh khổ nạn này của chúng ta đặc biệt mạnh Đây chính là ở trong tất cả Pháp Bồ Tát Thì Pháp môn địa tạng là thù thắng nhất Đạo lý là ở chỗ này Đặc biệt là chúng ta ngày nay nhìn thấy thế giới này hiện nay chúng sanh khổ nạn vô biên những cứ không ngừng tạo tội nghiệp nặng không biết quay đầu đã mê mất tự tánh khởi tâm động niệm toàn là tạo tội đều là vì chính mình vì lợi ích của cá nhân không quan tâm đến an toàn của xã hội Mặc dù học Phật Thế nhưng tập khí tự tư tự lợi Quá sâu nặng Họ đoạn không nổi Thông qua nổi sự cám dỗ Của cảnh giới bên ngoài Bên ngoài vừa cám dỗ Thì phiền não bên trong lập tức khởi hiện hành Quên sạch sẽ Phật Pháp hết rồi người học phật còn như vậy huống hồ người không học phật chứ cho nên ngày nay chân thật mà nói nhất định phải noi theo bồ tát địa tạng tuyên dương pháp môn của bồ tát địa tạng nhất định phải bắt đầu làm từ chính mình đoạn tất cả ác tu tất cả thiện Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Nếu như nguyện hạnh của chúng ta khẩn thiết Trước khi chưa sanh về tịnh độ Đã được a di đà Phật Được tất cả chư Phật như Lai gia trị Khiến cho chúng ta Tiêu tai, diệt tội Tăng trưởng trí huệ Tăng trưởng năng lực có thể giảng bộ kinh này giảng khiến cho đại chúng thích nghe sanh tâm yêu thích vui vẻ y giáo phụng hành loại trí huệ năng lực này không phải là của chính mình là do phật lực gia trì mình là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng thì làm gì có năng lực này chứ Đã là được chư Phật như lai gia trì Được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ Thì chính mình phải càng vui mừng Càng chăm chỉ Càng nỗ lực hơn Càng không được cô phụ Sự hộ niệm của chư Phật Bồ Tát Phải làm tốt hơn Làm đúng như Pháp Làm viên mãn hơn Chúng ta học tập theo những chỗ này Thế thì không bị sai Dưới đây Thế Tôn lại kể cho chúng ta Một mẫu chuyện Trong lúc tu hành Trên nhân địa của Bồ Tát Địa Tạng Mời xem Kinh Văn Phục ư quá khứ Vô lượng A Tăng kỳ kiếp Hữu Phật xuất thế Danh thanh tịnh liên hoa mục như lai Kỳ Phật thọ mạng tứ thập kiếp Chúng ta Nhìn từ trên tuổi thọ Liền biết Phước báo của người lúc đó Thật sự là không thể nghĩ bài Phần trước chúng ta xem thấy Tuổi thọ sáu dạng kiếp Còn chỗ này xem thấy 40 kiếp Đều là dùng kiếp Để tính Quay về thử nghĩ nhân gian chúng ta hiện nay Tuổi thọ chỉ có 100 tuổi Là trường thọ Những người chưa đến 50 tuổi mà đã ra đi rất nhiều rồi Nếu như các vị mỗi ngày thử xem trên báo chí đăng những bài văn cáo phó này Người chưa đến 50 tuổi qua đời Chiếm khoảng hơn một nửa Người xưa nói Đời người sống được 70 tuổi Xưa nay rất hiếm Là rất ít rồi Tất cả phước báo Dùng tuổi thọ Để biểu thị Bạn xem thấy chúng sanh tuổi thọ dài Tuổi thọ của Phật Giống như tuổi thọ của chúng sanh vậy Ngày thị hiện nhất định là Bằng nhau Không thể có chuyện đặc biệt hơn là biết Chúng sanh thời đại này Trí huệ đức hạnh của họ Chiêu cảm được phước báo Điều này chúng ta lĩnh hội được rất sâu Ở trên Kinh Đại Thừa Thì chánh trang nghiêm Là cho tâm tánh biến hiện ra Tâm địa lương thiện Thì biến hiện ra cảnh giới tốt Cảnh giới thiện Thù thắng Tâm chúng sanh Bất thiện Tạo tác ác nghiệp Thì hoàn cảnh y báo của chúng ta Sẽ suy yếu Khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc nhìn thấy thế gian này không đáng để lưu luyến không có nơi nào có thể khiến mọi người sanh tâm yêu thích truy tìm nguyên nhân căn bản của nó là duy tâm sở hiện duy thức sợ biến tự làm tự chịu đâu thể trách người được chứ Xin mời xem Kinh Văn Tượng Pháp Di Trung Hữu Nhất La Hán Phước Độ Chúng Sanh Đây là vào thời kỳ tượng Pháp Của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai Đây là chứng tỏ Phật đã nhập bát Niết Bàn rồi Không còn trụ ở thế gian nữa Pháp dẫn của tất cả chư Phật Đều có ba thời kỳ Chánh Pháp, Tượng Pháp, Mạc Pháp Tuổi thọ của Phật dài Thì đương nhiên Pháp dẫn của Ngài cũng dài Nhưng vào thời kỳ Tượng Pháp Thời kỳ Tượng Pháp Nghĩa là Thời đại của Chùa Tháp Kiên Cố nhân thứ giáo hóa ngộ nhất nữ nhân tự viết quan mục thiết thực cúng dường đây là thời đại tượng pháp ở trong chùa chiền chỉ đắp nặng hình tượng phật hình tượng phật có thể giáo hóa tất cả chúng sanh cho nên công đức tạo tượng rất lớn thế nhưng tuy có những cơ sở vật chất này nếu như không có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp người thông thường nhìn thấy chùa tháp nhìn thấy hình tượng phật bồ tát suy gieo thiện căng Thiện căn này không thể chín mùi Ở trong đời này được Nghĩa là mắt bạn nhìn thấy tượng Phật Tai nghe thấy danh hiệu Phật Danh hiệu Bồ Tát Vừa nghe qua căn tai vĩnh diễn thành hạt giống đạo Trong đời này của họ Không biết tu hành Tâm nguyện tính tâm của họ Không thể phát khởi được nhưng hạt giống đã gieo xuống rồi Hạt giống kim cang vĩnh viễn không bị hư hoại Nếu như có thể làm cho hạt giống này của họ Chín mùi sớm hơn một chút Vậy thì Phải có thiện tri thức Giảng kinh thuyết pháp Họ nhìn tượng Biết được ý nghĩa của tượng Nghe danh hiệu, biết được ý nghĩa của danh hiệu. Từ đó sanh ra tính tâm thanh tịnh, chân thật, phát khởi hạnh nguyện giống như Phật. Vậy thì đời này họ thành tựu rồi. Công đức đó không thể nghĩ bàn. Nếu như không gặp được thiền tri thức, chỉ là nghe danh hiệu nhìn thấy tượng Không hiểu được nghĩa kinh Không thể phát tâm tu hành Thì lợi ích mà họ đạt được là hữu hạn Tuy là hữu hạn Nó thật ra cũng là không thể nghĩ bà Cô quan Mục Sắm sữa Đồ cúng Phật Là cúng ở trước hình tượng Phật Ở trong chùa chiền là hán vấn chi dục nguyện hà đẳng trong thời tượng pháp có một vị la hán la hán là người xuất gia đây là một vị thiền tri thức sống ở trong chùa chiền để độ hóa chúng sanh quan mục là một tín đồ ở trong chùa Cô hôm nay đến sắm đồ chay Để cúng Phật Là Hán hỏi cô Cô muốn những gì Cô hôm nay đến sắm sửa đồ chay Muốn cầu điều gì Quang mục đáp ngôn Ngã dĩ mẫu vong chi nhật Tư phước cầu bạc Vị tri ngã mẫu Sanh xứ hà thú Quả nhiên cô đến là có mục đích Đúng như Ngạn ngữ đã nói Không có việc thì không đến điện tam bảo Cô vào trong chùa để lễ Phật Nhất định là trong tâm có mong cầu Điều cô cầu cũng rất tốt Mẹ cô qua đời rồi Nên sắm sửa đồ chay Để cầu siêu bạc độ Pháp sư đã hỏi cô trong tâm cô rất muốn biết mẹ mình hiện nay ở đâu mẹ tôi hiện nay ở cõi nào hà thú chính là ở cõi nào trong lục đạo này có thể thấy người làm con cái đối với sau khi cha mẹ qua đời rồi thường xuyên nhớ ở trong tâm niệm niệm không quên đây là ý nghĩ hiếu thảo thường xuyên ôm ấp tâm nguyện này làm sao giúp đỡ người thân đã qua đời là hán mẫn chi vi nhập định quán kiến quan một nữ mẫu đọa tại ác thú thọ cực đại khổ đây là đọa vào trong địa ngục là hán các vị ở chỗ này suy nghĩ xem ngài vẫn phải nhập định mới có thể nhìn thấy nếu ngài không nhập định thì không thể thấy được rồi đây là người có công phu thiền định cạn nếu người định sâu thì không cần nhập định bạn vừa nói qua họ liền biết liền nhìn thấy ngay còn đây vẫn phải nhập định sau khi xuất định Đã nói cho cô biết Cảnh giới mà ở trong định Ngài nhìn thấy Các vị phải biết Tại vì sao Khi không nhập định Thì không thể nhìn thấy Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này Khi không nhập định thì tâm tán loạn Tâm của La Hán thanh tịnh hơn tâm của chúng ta nhiều Chúng ta làm sao có thể sánh bằng đây Định công của người ta là định bậc thứ 9 Tứ thiền bác định lên trên nữa là định thứ 9 Định công sâu như vậy Mà vẫn không được Vẫn phải nhập định mới có thể nhìn thấy cảnh giới Không nhập định thì không được Từ đó cho thấy Tâm của Phạm Phu chúng ta Là tâm tạp loạn Tạp là sen tạp Loạn là bất định Tâm như vậy Sẽ tạo thành rất nhiều chướng ngại Cái chướng ngại này là gì? Chính là nhà khoa học hiện nay gọi là thời không không gian ba chiều không gian bốn chiều không gian năm chiều đến không gian vô hạn chiều thời không vốn dĩ là một một chính là nhà phật nói nhất chân pháp giới nhất chân pháp giới tại vì sao lại biến thành vô lượng pháp giới vậy ở trong Phật Pháp chúng ta nói Pháp giới Chính là nhà khoa học gọi là Chiều không gian và thời gian khác nhau Không gian ba chiều là một ranh giới Không gian bốn chiều lại là một ranh giới Năm chiều, sáu chiều Mỗi cái có ranh giới khác nhau Đều chứa ngại hết Chúng ta ngày nay chỉ có thể nhìn thấy không gian ba chiều chỉ có thể tiếp xúc được không gian 3 chiều Không gian 4 chiều, 5 chiều Chúng ta không thể tiếp xúc được Vô lượng vô biên pháp giới Chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được pháp giới trước mắt này Chúng ta gọi là pháp giới người Ở trong pháp giới xuất sanh Chúng ta nhìn thấy được một số Vẫn còn một số chúng ta không nhìn thấy Số chúng ta nhìn thấy là một số nhỏ Vì sao vậy? Một số xúc sanh này cũng sống ở không gian 3 chiều Nên chúng ta nhìn thấy Nếu chúng ở không gian 4 chiều, 5 chiều Thì chúng ta không thể nhìn thấy được rồi Đạo lý đó là như vậy Nhập định Định là tâm thanh tịnh Tam thời điều phục được tâm tán loạn Sau khi điều phục được rồi Thì không gian của họ được mở rộng Được đột phá Định càng sâu Thì đột phá không gian càng rộng định cạn có thể đột phá ba chiều nhìn thấy bốn chiều chúng ta liền nói người này có thần thông có công năng đặc biệt định cạn sâu đột phá tiếp một chiều nữa có thể nhìn thấy không gian năm chiều đạo lý nó là như vậy hiện nay người tây phương có một cuốn sách bán rất chạy Nói về những lời tiên tri Tựa đề là Mật Mã Thánh Kinh Có lẽ các bạn có người đã xem qua Người viết cuốn sách này Vô cùng khách quan Ông nói Lời tiên tri này Tiên đoán chính xác như vậy Và sách này là do người 3.000 năm trước viết ra Ông rất khẳng định mà nói Chắc chắn không phải là do Thượng Đế ông nói nếu như là do thượng đế thì đáng lý phải giải quyết được vấn đề này họ không thể giải quyết được vấn đề này chỉ có thể nhắc nhở chúng ta rằng sẽ có tai nạn xảy ra có thể thấy họ không phải là thượng đế cho nên ông suy đoán nhất định là người rất có trí huệ rất có tâm từ bi viết ra cách nói này là chính xác đầu óc ông rất sáng suốt không mê tín có người đến hỏi tôi tại vì sao có thể đem chuyện ba ngàn năm sau nói ra rõ ràng Minh bạch đến như vậy Cổ Đức đã từng nói với chúng ta Lời tiên đoán có hai loại căn cứ Trung Quốc cũng có không ít lời tiên đoán Trước đây khi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam còn tại thế Chúng tôi cũng đã từng thỉnh giáo thầy Thầy cũng nói y như vậy Thầy nói loại thứ nhất Là toán học đại đa số là căn cứ vào lý số để suy đoán trung quốc có rất nhiều lời tiên đoán là do toán học suy đoán ra cho nên nguồn gốc của nó là kinh dịch kinh dịch là môn toán học cao sâu toán học là mẹ của khoa học giống như ở trung quốc rất thịnh hành nghề chấm tử vi xem tướng đều là căn cứ theo kinh dịch đều là căn cứ theo lý số. Nhưng lý số là cách gián tiếp, chứ không phải trực tiếp. Nếu như có một chút tính toán không đúng, thì kết quả sẽ khác nhau. Hay nói cách khác, tính chính xác của nó có thể đạt đến 5, 6, phần trăm, Chứ không phải thật viên mãn. Điều này phải dựa vào trình độ của người tính toán mà có chỗ khác nhau nhưng mà quan sát từ trên định công thế thì khác nhau hoàn toàn định công là cảnh giới hiện lượng chính mắt họ nhìn thấy đây không phải là do tỷ lượng suy tính là tỷ lượng còn đây là hiện lượng cho nên người viết mật mã kinh thánh này họ là dùng định công ở trong thiền định mà nhìn thấy ở trong thiền định nhìn thấy chuyện của ba ngàn năm sau không có gì là lạ đâu có gì là kỳ lạ chứ một ngày ở trời đau lợi là một trăm năm ở nhân gian chúng ta là một ngày của trời đau lợi một tháng ở trên trời đau lợi là ba ngàn năm ở nhân gian chúng ta nếu như đi lên trên nữa, thế thì càng dễ dàng hơn rồi. Một ngày ở cõi trời giả dạ ma là hai trăm năm nhân gian, vậy ba ngàn năm thì mới mười lăm ngày. Lên trên nữa đến cõi trời đâu suốt, một ngày ở cõi trời đâu suốt là bốn trăm năm nhân gian. Từ đó cho thấy nếu như đến tầng trời thứ sáu, cõi dục giới thì thời gian ba ngàn năm chưa đến một ngày của người ta chuyện ở trong một ngày sao họ không nhìn thấy rõ ràng được chứ đương nhiên là biết rõ rồi cho nên người viết cuốn sách này theo sự quan sát trong cửa phật của chúng ta thì họ là dùng định công định công này có thể đột phá giới hạn không gian và thời gian đạo lý này hiện nay khoa học biết họ thừa nhận họ khẳng định nhưng hiện nay họ không tìm ra phương pháp làm sao có thể bước vào đường hầm thời gian họ gọi là đường hầm thời gian làm sao có thể đi vào tương lai hoặc giả là trở về quá khứ họ viết trên lý luận là có thể làm được nhưng hiện nay chưa tìm ra được kỹ thuật họ không biết thiền định ở trong Phật pháp cổ xưa có kỹ thuật này Bạn nhập thiền định thật sâu bạn có thể quay về quá khứ cũng có thể đi đến tương lai mật mã thánh kinh được viết ra như vậy cho nên tính chính xác của nó là một trăm phần trăm cục diện này có thể thay đổi hay không có thể cách nói này của họ rất đúng trọng tâm nhưng tai nạn có thể hóa giải Hóa giải Là dùng phương pháp gì vậy? Nhân tâm Nhân tâm đều có thể hướng thiện Thì tai nạn này liền được hóa giải ngay Có thể thấy Họ cũng nhận định Cái tâm hạnh thiện ác này Là mấu chốt thay đổi Những kiếp hung họa phước Trên thế gian này cách nói này rất chính xác quyển sách này hiện nay được lưu hành trên thế giới được dịch ra rất nhiều thứ tiếng ở đài loan chúng ta cũng nhìn thấy bản dịch tiếng trung đáng để chúng ta cảnh giác nếu chúng ta muốn cứu chính mình cứu xã hội cứu tất cả đại chúng Nhất định phải biết đoạn ác tu thiện Và cách giáo dục đoạn ác tu thiện Không có gì bằng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Cho nên Thế Tôn ở Pháp Hội Tại Cung Trời Đao Lợi lần này Đem nhiệm vụ độ chúng sanh Trong khoảng thời gian Từ thời kỳ mạt Pháp Trở về sau Mãi cho đến trước khi Phật Di Lặc ra đời dài như vậy đều giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng là chính xác chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định Bồ Tát Địa Tạng chủ trì việc giáo hóa còn Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Di Lặc phụ trợ cho Bồ Tát Địa Tạng giống như ở trong trường học bồ tát địa tạng là hiệu trưởng phật không còn ở tại thế ngài đại diện cho phật tất cả bồ tát khác đến phụ trợ cho bồ tát địa tạng giúp bồ tát địa tạng để giáo hóa những chúng sanh khổ nạn này cho nên la hán nhập định trong định đột phá giới hạn không gian thời gian Ngài nhìn thấy địa ngục Nhìn thấy mẹ của quan mục nữ Thọ khổ ở trong địa ngục Rất khổ sở Sau khi xuất định La Hán Vẫn quan mục ngôn Nhữ mẫu tại sanh Tác hà hành nghiệp Kim tại ác thú Thọ cực đại khổ hỏi cô quan mục mẹ của cô khi còn sống làm những việc gì nói thật ra đây là văn tự trên kinh chính là nói bà đã tạo những tội nghiệp gì bà hiện nay đọa vào địa ngục rất khổ quan mục đáp ngôn cô quan mục liền trả lời rất thành thật với a la hán ngã mẫu sở tập tập là tập tánh sự ưa thích yêu thích duy hiếu thực đạm ngư miết chi thuộc ngày nay gọi là hải sản bà vô cùng ưa thích ăn hải sản sở thực ngư miết đa thực kỳ tử hoặc sao hoặc chữ tứ tình thực đạm kế kỳ mạng số thiên vàng phục bội tôn giả từ mẫn như hà ai cứu chúng ta ngày nay ở trong ăn uống nói ăn thịt không có tội nói vậy có trôi chảy hay không nhất định phải giác ngộ đọc kinh này xong hiểu rõ chân tướng sự thật thì làm sao dám ăn thịt chúng sanh được chứ nhất là ưa thích ăn trứng cá ưa thích ăn những con cá con trong một đĩa một chén có biết bao nhiêu là sinh mạng chứ Bạn nói xem nghiệp sát này nặng biết bao Những chúng sanh bị giết này Oán hận của đó sâu cỡ nào Nó có cam tâm tình nguyện cho bạn ăn hay không Nếu như cam tâm tình nguyện Đem thịt này đến cúng dường cho bạn Như thế nó là Bồ Tát Nó giác ngộ rồi Nó không phải là chúng sanh chỉ cần là chúng sanh Khi bạn đi bắt nó Bạn quan sát thật kỹ xem Nó chạy trốn Nó không cam tâm tình nguyện Để cho bạn ăn Bạn muốn giết heo Bạn bảo heo ơi Đến đây ta giết ngươi Để lấy thịt ăn Có phải là nó ngoan ngoãn chạy đến hay không Nó vừa nhìn thấy con dao Liền sợ hãi bỏ chạy Chạy lung tung khắp nơi Nó biết được Bạn muốn giết nó nó bị bạn bắt được, bị bạn giết. Đây là do đó không có năng lực phản kháng, bạn biết cái oán hận này sâu cỡ nào. Kết oán thành thù. Con người không phải có một đời, còn có đời sau, xúc sanh cũng có đời sau. Cơ duyên chín mùi rồi thì đâu có lý nào không báo thù chứ? Tại vì sao có chiến tranh trên thế gian này Phật nói là Đều là từ sát sanh Ăn thịt mà ra Phật đã từng nói một câu Nếu muốn thế gian vĩnh viễn Không có kiếp đau binh Không có chiến tranh Ngài nói, trừ khi không ăn thịt chúng sanh nữa, không ăn thịt chúng sanh thì chiến tranh tai nạn trên thế gian này sẽ không còn nữa hay nói cách khác chúng sanh trên thế gian vẫn còn ăn thịt lẫn nhau thì chắc chắn không thể tránh khỏi kiếp đau binh vì sao ngày nay chiến tranh mỗi ngày một tàn khốc hơn do oan nghiệp tích lũy quá nặng rồi theo như trong ký ức của chúng tôi mà nói chiến tranh thế giới lần thứ nhất và chiến tranh thế giới lần thứ hai hiện tượng người chết thảm khốc ở trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất nhẹ hơn nhiều lần thứ hai nghiêm trọng hơn rất nhiều chiến tranh hạt nhân lần thứ ba thì sẽ càng khủng khiếp hơn nữa suy nghĩ thấy lời phật nó có đạo lý Chúng ta ngày nay tạo tác tội nghiệp Giống như mẹ của cô quan Mục vậy Tứ tình thực đạm Mặt tình phóng túng Ý mạnh hiếp yếu Vậy thì có tàn khốc hay không? Kế kỳ mạng số thiên vạn phục bội Không chỉ một ngàn mạng sống một dạng mạng sống mà còn tăng hơn rất nhiều lần đó là số mạng sống mà trong đời bà giết hại ăn thịt đây là tội nghiệp mà bà đã tạo tác hai câu nói dưới đây là cầu mong pháp sư làm sao có thể cứu giúp bà tôn giả từ mẫn tôn giả chính là hiện nay chúng ta thường gọi là tôn kính là pháp sư tôn kính là hán tôn kính ngài nhất định phải giúp phải nghĩ cách cứu mẹ của cô là hán mẫn chi là hán nhìn thấy người con gái hiếu thảo có tâm hiếu như vậy nên vô cùng đồng cảm với cô hướng dẫn cho cô khuyên quan một ngôn Nhữ khả chí thành niệm Thanh tịnh liên hoa mục như lai Kim tố họa hình tượng Tồn vong hoạch báo Mấu chốt ở chỗ này Chính là ba chữ Chí thành niệm Dùng tâm chân thành Mà niệm Phật Chúng ta xem thấy ở trên kinh này Để tiêu trừ tội nghiệp cực nặng Độ tội báo khổ nhất Đều là Dạy pháp môn niệm Phật chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này tại vì sao trên kinh không dạy cô niệm a di đà phật phật thuyết pháp là nói lời chân nói lời thật lời như chúng ta ở chỗ này có thể nhìn thấy đây là vô lượng kiếp về trước ở thế gian đó xuất hiện đức phật đó hiệu là thanh tịnh liên hoa mục như lai là bổn sư của họ là hán hướng dẫn cô niệm phật bổn sư tạo hình tượng phật phước này sẽ rất lớn tồn vong hoạch báo tôn là cô quan mục cô còn sống cô tu phước cô được phước báo vong là mẹ của cô mẹ của cô cũng được phước báo đây là dạy cô làm việc này đương nhiên là hán giảng kinh thuyết pháp cho cô nói rõ cho cô biết những đạo lý và chân tướng sự thật này Văn tự trong kinh điển Đã tính lược bớt Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Quang mục văn dĩ Tức xã sở ái Tâm hòa Phật tượng Nhi cúng dược chi Phục cung kính Tâm bi khắp chim lễ Cô quan mục Y giáo phụng hành Xã sở ái Sở ái là tài vật Phải đem tiền của chính cô dùng để tạo tượng hiện nay tạo tượng thuận tiện hơn trước đây rất nhiều trước đây tạo tượng các vị biết hoàn toàn là sản phẩm thủ công mỹ nghệ tốc độ vô cùng chậm chạp điều khắc phải tốn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành một bức tượng hoàn hảo ngay cả vẽ tranh cũng không phải là việc dễ dàng vẽ một bức ảnh phật cũng phải rất nhiều ngày đây là điều chúng ta biết hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển tạo tượng phật đắp nặng một bức tượng phật có thể trước tiên phải đắp mô hình hiện nay người ta gọi là sản xuất hàng loạt có thể cung cấp phổ biến cho rất nhiều đại chúng để cúng dường thế thì phước này sẽ càng lớn hơn Tranh vẽ hiện nay có thể in ấn Có thể vẽ một bức Hình Phật Bồ Tát thật trang nghiêm Sau đó in một cái là Có cả vạn đến hàng trăm ngàn mấy triệu Thậm chí là mấy chục triệu bức cung cấp phổ biến cho tất cả đại chúng cúng dường cho nên người hiện nay tu phước thuận tiện hơn người thời xưa quá nhiều và người hiện nay tạo nghiệp cũng thuận tiện hơn người thời xưa nhưng tu phước cũng là thuận tiện đây là trên kinh địa tạng nói tuy chúng sanh cõi diêm phù đề rất dễ tạo tội nghiệp nhưng họ cũng rất dễ quay đầu Thật sự có người khuyên bảo chỉ dẫn Giải thích rõ cho họ Thì họ quay đầu rất nhanh Ở trong tất cả chúng Bồ Tát Thù thắng nhất Không có gì nào bằng Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng Ứng hóa tại núi Cửu Hoa Của thế gian chúng ta Bồ Tát Quan Âm Ứng hóa ở núi Phổ Đà Đặc biệt là Có duyên với người Trung Quốc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Vào năm Khang Hy Khoa chú của Pháp Sư Thanh Lương Chú hay vô cùng Tùy văn tự sâu một chút nhưng đối với người hiện đại mà nói nói thật ra cũng đúng là rất tiện lợi cho chúng ta để học quốc văn chúng ta hãy xem bạn chú giải kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện như là sách học quốc văn vậy Vậy không phải rất tốt sao? Bạn chú giải này Nếu như sau này chúng ta có duyên Sắp xếp được thời gian Sẽ giảng tỉ mỉ lại một lần nữa Là giống như giảng quốc văn vậy Khiến cho chúng ta có thể nâng cao cảnh giới hơn nữa đối với văn tự văn học trung quốc và đối với nội dung của bổn kinh sẽ có nhận thức sâu sắc hơn thấu triệt hơn và chắc chắn có lợi ích to lớn đối với đời sống làm việc đối nhân xử thế của chúng ta giống như trên kinh nói là lợi ích công đức không thể nghĩ bà thời hiện nay trong thời đại lớn này hầu hết đại chúng trong xã hội đều xem nền giáo dục phật giáo thành tôn giáo khiến cho các đồng tu học phật của chúng ta mê mất phương hướng đây là điều vô cùng bất ảnh có cơ duyên tiếp xúc được chánh pháp thì phải có trách nhiệm đem bản chất chân thật của Phật Pháp giải thích rõ ràng cho đại chúng xã hội để cho mọi người thật sự hiểu rõ Phật Pháp không phải tôn giáo cũng không phải là triết học là gì vậy? là giáo dục sống giáo dục phá mê khai ngộ hướng dẫn lìa khổ được vui chúng ta nhận thức hoàn toàn đúng gì nó thì mới có thể đạt được lợi ích chân thật đoạn này là kể lại việc cô quan mục tiếp nhận sự chỉ dạy của la hán trở về y giáo phụng hành Xả sở ái là đoạn tham Tham là phiền não căn bản Toàn bộ tất cả phiền não Đều là từ đó mà sanh ra Cho nên cái này chính là đoạn tất cả ác Đắp vẽ hình ảnh phần Bồ Tát Để cúng dường Chim lễ là tu tất cả thiện chim lễ cúng dường xưng danh nhất định là phải y giáo tu hành tu hành là điều chỉnh tất cả hành vi sai lầm trong việc sống làm việc đối nhân xử thế của chúng ta đây gọi là tu hành cô làm như vậy quả nhiên có cảm ứng hốt ư giả hậu mộng kiến phật thân kim sắc hoảng diệu như tu di sơn phóng đại quang minh cảm ứng của cô là có được ở trong mộng nhìn từ trên kinh văn cô là vẽ hình phật cúng dường hình phật do vẽ mà có bức hình phật này chính là hình thanh tịnh liên hoa mục như lai cung kính cúng dường cô liền cảm được phật xuất hiện ở trong mộng tâm hiếu khẩn thiết cảm động đến phật gia trị nhi cáo quan mục nhữ mẫu bất cửu đương sanh nhữ gia tài giác cơ hàng tức đương ngôn thuyết đây là nói cho cô biết mẹ của người không lâu nữa bà sẽ lại đến nhân gian đây là nói cho cô biết đã thoát khỏi ác đạo rồi bởi vì cô bỏ tiền của tạo tượng cúng dường nhờ công đức cung kính nên mẹ của cô thoát khỏi địa ngục rồi trọng tội đã tiêu hết rồi mà vẫn còn tội dư lại cho nên không bao lâu nữa sẽ sanh vào nhà của cô đứa bé này chào đời liền biết nói ngay rất đặc biệt vừa chào đời liền biết nói ở trong thế gian này của chúng ta cũng có vừa sanh ra đã biết nói chuyện họ nhớ được chuyện đời trước của họ Loại tình trạng này Ở trong Phật Pháp Gọi là đoạt thai Chuyện này nói ra Thì rất dài dòng Khi người mẹ mang thai Mang thai Một người khác Người này có duyên rất mỏng Với mẹ của họ Đến đây làm gì? Đòi nợ Là quỷ đòi nợ Thiếu nợ không nhiều Nên nó khiến cho người mẹ đó khó chịu Trong vòng 10 tháng bị cực khổ Đứa bé này vừa chào đời liền chết ngay Và mẹ của cô quan mục Liền mượn thân đó của họ để sống dậy Nên gọi là đoạt thai Thần hồn của họ lìa khỏi Thì thân hồn của mẹ cô quan mục Liền nhập vào Sự việc đó là như vậy Là đoạt thai Bà không có trải qua nỗi khổ 10 tháng trong thai cho nên bà sẽ nhớ được rất rõ ràng, rất minh bạch chuyện của mình. Đạo lý nó là như vậy. Người thông thường thì phải ở trong thai 10 tháng, gọi là nỗi khổ của thai ngục. Trong 10 tháng là giống như ở trong địa ngục vậy. Thọ khổ vô cùng, nên quên hết sạch sẽ chuyện đời trước. Chúng ta có thể hiểu được loại sự việc này. Chúng tôi đã từng nhìn thấy có một số trẻ em lúc nhỏ hai ba tuổi được xem là vô cùng thông minh lanh lợi đến khoảng bốn năm tuổi thì bị một trận bệnh nặng sau khi bị trận bệnh nặng sốt cao thì nó trở thành khờ khạo trở thành đần độn không còn nhớ bất cứ chuyện gì cái gì thử nghĩ xem một lần bị bệnh nặng nghiêm trọng thì có thể làm mất hết trí nhớ của bạn Huống hồ là 10 tháng thai ngục chứ Đây là điều chúng ta có thể hiểu được Là quên hết sạch sẽ chuyện của đời trước Chỉ có người đến bằng đoạt thai Vì họ không có thọ qua cái khổ này Nên họ biết rất rõ ràng, rất minh bạch Trong nhà cô quả nhiên có xảy ra sự việc này Kỳ hậu gia nội, tỳ sanh nhất tử, vị mãn tam nhật nhi nãi ngôn thuyết khể thủ bi khắp cáo ư quan mục người đầy tớ trong nhà cô đã sanh được một bé trai đứa bé này chính là mẹ của quan mục đến đầu thai là hoàn toàn tương ưng với những gì phật đã nói với cô ở trong mộng Đứa bé này sanh ra đến ngày thứ ba Nhìn thấy quan mục Liền khể thủ Khể thủ chính là gật đầu Trẻ con mới ba ngày Chúng ta biết được động tác của nó còn chưa linh hoạt Nhưng nó biết gật đầu Biết lệ kính Biểu cảm rất đau buồn Nói với quan mục là Sanh tử nghiệp duyên quả báo tự thọ Ngô thị nhữ Mẫu cửu xứ ám minh Tự biệt nhữ lai lũy đọa đại địa ngục Đây là kể về bà Tuy bà đã chết chưa có bao lâu Nhưng ở trong địa ngục phải thọ những tội thọ những nỗi khổ này chúng ta thường nói là sống một ngày bằng một năm điều này cũng chứng tỏ thời gian không phải chân thật không phải pháp thật thời gian là khái niệm trừu tượng của chúng ta giống như trong tiểu thuyết bút ký thời cổ của trung quốc Tiểu thuyết bút ký đời đường có viết chuyện mộng hoàng lương. Thời gian trong mộng rất ngắn ngủi. Hoàng lương là gạo kê. Nấu cháo hạt kê, hạt kê rất dễ chín. Nhìn chín hơn nhiều so với gạo thường. Cháo vẫn chưa có nấu chín, ông ở bên cạnh ngủ gục đã nằm thấy mộng. Tỉnh mộng rồi, nồi cháo vẫn chưa chín. Bạn nói thời gian này ngắn cỡ nào? Chưa được mấy phút. Thế nhưng, ông ở trong mộng đã trải qua mấy mươi năm rồi. Chứng tỏ độ trên lệch thời gian đó là rất lớn. Nhưng rằng chúng ta dường như chẳng bao lâu, thời gian không lâu. Nhưng bà ở trong địa ngục Dường như đã trải qua mấy đại kiếp rồi Cảm thọ đó của bà là chân thật Thật sự là khoảng thời gian rất dài rất dài Cửu xứ ám minh Đây chính là điều chúng ta vừa mới nói là cảm nhận về thời gian và không gian không như nhau. Cảm nhận thời gian ở trong địa ngục là cực kỳ dài. Cũng giống như thiên nhân nhìn chúng ta vậy. Nếu như nhìn chúng ta từ trời đâu xuất, nhân gian chúng ta một trăm năm, Sống một trăm tuổi là rất dài, rất dài. Ở trời đâu suốt chỉ mấy giờ đồng hồ? Nếu như dùng 24 giờ đồng hồ để tính, thì một phần tư ngày là 6 giờ đồng hồ. Một trăm năm nhân gian là 6 giờ đồng hồ ở trời đâu suốt. Thì nhân đâu suốt cảm thấy rất nhanh sao mới có một lát mà ở cõi người đã một trăm năm rồi. in mấy chục ngày ở nhân gian chúng ta thì trong địa ngục đã là mấy đại kiếp rồi nơi bà đọa là địa ngục lớn không phải địa ngục thông thường vì tạo tội nghiệp quá sâu quá nặng lúc còn trẻ khi tôi chưa có học phật cũng là thích ăn thịt tôi tạo nghiệp nặng hơn người bình thường thời gian kháng chiến tôi thường hay đi săn bắn sau khi đọc kinh địa tạng thấy sợ hãi thật sự là sợ hãi liền ăn trường chay không dám ăn thịt nữa biết được mình tạo tác tội nghiệp rất nặng lúc nhỏ không biết cha tôi thích săn bắn cho nên chúng tôi thường hay đi theo người lớn lên núi săn bắn mỗi ngày đều có động vật hoang dã đem về Tôi đi săn hết 3 năm 17 tuổi 17, 18, 19 16 tuổi 16 tuổi đã bắt đầu đi săn Cho nên khả năng bắn súng của tôi Gần như là bách phát bách trúng Không cần phải ngắm Tôi có khả năng này Mỗi ngày chí ít cũng bắn 20 phát đạn Không đi săn cũng luyện tập Cha tôi là một quân nhân Thời gian đó là chiến tranh với người Nhật Bản Ông quản lý Vũ khí, quân dụng Quản lý những vũ khí này Cho nên trong nhà chúng tôi súng ống rất nhiều Là cơ hội tạo nghiệp Ngày ngày cho bạn luyện tập Trẻ con có đứa nào mà không thích chơi súng chứ Chúng tôi chơi súng thật khả năng bắn rất giỏi Là do ngày ngày luyện mà nên Bạn không luyện làm sao mà được như vậy Phải luyện Việc gì cũng phải thâm nhập một môn Huân tu trường kỳ Cho nên khả năng bắn súng của tôi Rất chính xác Nhưng tạo nghiệp Thì rất nặng Lúc đó do không biết Sau này học Phật rồi Đọc Kinh Địa Tạng Đọc xong thấy sợn gai ốc Nhìn thấy tình trạng cha tôi chết là hoàn toàn giống như những gì trên kinh nói. Lúc cha tôi chết là phát bệnh điên cuồng. Nhìn thấy núi thì liền chạy lên núi, nhìn thấy sông liền nhảy xuống sông, là hoàn toàn giống như trên kinh nói vậy. Là chính mắt tôi nhìn thấy. Chúng tôi lên núi là săn bắn những con thú hoang này, ở dưới nước thì Chúng tôi dùng thuốc nổ TNT để đánh cá Sau khi dứt thuốc nổ xuống Thật sự là có cả mấy ngàn đến mấy dạng con cá chết nổi lên Bạn nói xem tội nghiệp này Nặng cỡ nào chứ Săn bắn được thì tương đối ít Chứ đánh cá dưới sông thì cũng khiếp rồi Chúng tôi thường làm việc này Hiện tại hiểu được rồi Biết được tội nghiệp này là vô cùng nặng Sát sanh thì quả báo đoán mạng Cha tôi 45 tuổi thì qua đời rồi Sau này tôi học Phật Người ta chấm tử vi cho tôi Họ nói tuổi thọ của ông không thể vượt qua 45 tuổi Tôi tin điều này Cho nên tôi học Phật Rất tinh tấn Bởi vì thời gian Chỉ cho phép đến 45 tuổi thôi Năm 45 tuổi đó Bị một trận bệnh Bị bệnh một tháng Tôi cũng không đi tìm thầy thuốc Cũng không có uống thuốc Bởi vì trong lòng nghĩ mạng sắp hết rồi Thầy thuốc là chữa bệnh chứ không thể chữa mạng được Cho nên trong một tháng Chỉ niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Niệm một tháng như vậy Thì bệnh tự nhiên khỏi Sau này có một năm Ở trong Pháp hội Nhân Vương Tại Đài Loan Gặp được Phật sống Cam Châu vị này cũng là bạn cũ của tôi Sau khi ngài gặp tôi Thì vô cùng quan hỷ Nói với tôi là Mấy năm nay thầy giảng kinh hoàng Pháp Nhiều như vậy Công đức rất lớn Ngài nói Thầy vốn dĩ không có phước báo Giả lại đoán mạng Hiện tại Thầy không những có phước báo Mà còn trường thọ nữa Đây cũng là nhờ phước báo Hoàng Pháp lợi sanh Ngay tại đời hiện tiền Tôi không có mong cầu trường thọ Chỉ là sau khi giác ngộ Sáng tỏ rồi Thì không còn gì chính mình nữa Tất cả Vì Phật Pháp Vì chúng sanh cho nên được cảm ứng đối với chính mình mà nói tôi lúc nào cũng muốn ra đi tôi đối với thế gian này không có một mảy may lưu luyến thân thể lưu lại ở thế gian này là phước của chúng sanh chúng sanh cần phật pháp cần thì lưu lại thêm mấy ngày Chúng sanh không cần nữa Phật Pháp cũng không cần nữa Thì lập tức đi ngay Không hề lưu luyến Đây là tâm thái hiện nay Của chính tôi Tôi rất quan hỷ về thế giới cực lạc cho thật sớm Để gần gũi a di đà Phật Đây là kể lại chuyện Tạo nghiệp thọ báo Nếu tôi không học Phật thì nhất định cũng phải thọ báo trong địa ngục rồi không còn lời nào để nói nghiệp duyên của bạn ở nơi này sanh tử nghiệp duyên quả báo tự thọ chuyện này đâu thể trốn thoát được chứ mẹ của cô quan mục chỉ là thích ăn chúng ta không những thích ăn mà còn tạo nghiệp sát sanh giết hại quá nhiều quá nhiều rồi Dưới đây nói Phía dưới đây là mẹ cô cảm ơn cô Mong nhữ phước lực Phương đắc thọ sanh Vi hạ tiện nhân Hữu phục đoán mạng Thọ niên thập tam cánh lạc ác đạo Nhữ hữu hà kế lệnh ngô thoát miễn Đây là bà nói với con gái mình Ta nhờ cô Tạo tượng Cúng dường Tu phước Có thể thoát khỏi địa ngục như vậy mới được thân người Được thân người là thân người hạ tiện Là con của người đầy tớ Ở trong nhà cô Hơn nữa Lại đoán mạng Chỉ có 13 tuổi Sau 13 tuổi Còn phải bị đọa vào ác đạo Nên đem chuyện này nói cho cô biết Cô có biện pháp gì để cứu tôi không? quan mục văn thuyết tri mẫu vô nghi ngạnh yết bi đề nhi bạch tỳ tử ký thị ngã mẫu hợp tri bổn tội tác hà hành nghiệp đọa ư ác đạo cô quan mục nghe thấy chuyện này trong giấc mộng phật đã nói cho cô biết trước chuyện này hoàn toàn trở thành hiện thực biết chân thật là mẹ của cô Đến nhân gian để đầu thai Nghe thấy bà kể về những sự việc này Tuổi thọ chỉ có 13 tuổi Cho nên càng cảm thấy bà thật sự đáng thương Vậy mới hỏi bà Bà đã là mẹ của tôi tái lai Mẹ nên biết mình đã tạo tội gì mà phải bị đọa vào trong ác đạo gì tỳ tử đáp ngôn dĩ sát hại hủy mạ nhị nghiệp thọ báo nhược phi mong phước cứu bạc ngô nạn dĩ thị nghiệp cố vì hiệp giải thoát vậy là đã kể rõ ràng với cô rồi do đời trước sát sanh hại mạng thích ăn thịt Đặc biệt ưa thích hải sản Là phía trước đã nói rồi Sát sanh hại mạng quá nhiều, quá nhiều Sự báo đền Cho những oan nghiệp này Ở đây vẫn chưa có Đọa địa ngục là tánh tội ở trong ngũ giới mà Phật chế định thì sát sanh trộm cắp dâm dục vọng ngữ là tánh tội không Thọ giới mà tạo vẫn có tội không thể nói là không có tội đây là bốn trọng tội bất luận bạn có Phật pháp hay không có học phật hay không Bạn tạo rồi đều là tội nghiệp cực nặng lúc tạo xem tâm bạn là dùng tâm gì xem nghiệp bạn tạo sâu rộng cỡ nào mà quy kết tội khác nhau nghiệp bà tạo là cố ý mặc sức tạo tội nên tội này là nặng rồi sát sinh hại mạng hủy mạ phần lớn là nói đối với người thiện việc thiện phật pháp họ không tin người khác khuyên họ không những không tiếp nhận mà còn phỉ bán mắng chửi người ta nếu như chúng ta đem chuyện trong kinh địa tạng kể cho họ nghe họ lắc đầu không tin cho là lừa gạt người đây chính là phỉ bán phật phỉ bán pháp Tội này là càng nặng hơn nữa Là do Hai loại tội nghiệp này Mà thọ quả báo địa ngục Nhược phi mong phước cứu bạc ngô nạn Nếu không nhờ con gái tu phước cho bà Thì bà không có cách gì Mà giải thoát được rồi Bà phải tiếp tục thọ khổ báo địa ngục sau khi tội báo Ở trong địa ngục thọ mãn rồi Còn phải đọa vào Ngạ quỷ xúc sanh Để mà trả nợ Nợ mạng này vô cùng khủng khiếp Những chúng sanh mà bạn đã giết hại Đều phải đền trả cho họ Thiếu tiền thì phải trả tiền Thiếu mạng thì phải đền mạng trước đây đại sư an thế cao đã hai lần đền nợ mạng tại trung quốc trong truyện ký có ghi chép hai lần nợ mạng này là do trước đây ông ngộ sát không phải cố ý sát hại là ngộ sát vẫn phải trả nợ hai lần này cũng là bị người khác ngộ sát Nhân duyên quả báo Một mảy mây không sai chạy Chúng ta phải giác ngộ Nếu như không thể giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Hay nói cách khác Những oan nghiệp mà chúng ta Đã kết với chúng sanh trước đây Cùng với đời này Nên biết là thấy đều phải đền trả Vậy thì khủng khiếp biết bao đến đời nào mới có thể trả xong chúng ta không thể không giác ngộ rồi bất luận bạn có học phật hay không đây là sự thật ai cũng không thể tránh khỏi được ai cũng là vô phương trốn thoát chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này Cách duy nhất có thể cứu mình, có thể độ chúng sanh, có thể hóa giải những oan nghiệp từ vô lượng kiếp này, chỉ có một phương pháp là cầu sanh tịnh độ. Sau khi sanh về tịnh độ rồi, chúng ta sẽ có năng lực mỗi ngày trên thì cúng dường chư Phật, dưới thì độ hóa chúng sanh, đem tất cả công đức tích lũy được này mà hồi hướng cho oan gia trái chủ từ vô thủy kiếp đến nay giúp họ phá mê khai ngộ lìa khổ được vui thì mới có thể xóa bỏ hóa giải hết oan nghiệp từ vô thủy kiếp đến nay ngoài phương pháp này ra nhất định không thể tìm được phương pháp thứ hai nào khác. Cho nên chư Phật Như Lai khuyên dạy chúng ta. Phải phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Cầu sanh Tịnh độ chính là đạo lý này. Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Quan mục vấn ngôn Địa ngục tội báo kỳ sự vân hà Quan mục cũng muốn hỏi thăm xem Rốt cuộc Tình trạng Ở trong địa ngục là như thế nào Tỳ tử đáp ngôn Tội khổ chi sự Bất nhẫn xương thuyết Bách thiên tuế trung tốt bạch nan cánh đương nhiên bà cũng kể cho cô nghe một số chuyện có thể kể hết không không thể kể hết quá khổ rồi khổ đến mức không nhẫn tâm nói ra một trăm năm một nghìn năm cũng nói không hết được đây là đích thân mẹ cô bị đọa vào địa ngục cảm nhận được quan mục văn dĩ đề lệ hào khắp nhi bạch không giới ngước mặt lên trời phát nguyện nguyện ngã chi mẫu vĩnh thoát địa ngục tất thập tam tuế cánh vô trọng tội cập lịch ác đạo đây là Quang mục Vì mẹ mà phát thệ nguyện rộng lớn Trước tiên mong cầu Cho mẹ mình vĩnh viễn Thoát khỏi ác đạo vốn dĩ Mẹ cô sau 13 tuổi Vẫn phải bị đọa ác đạo Vẫn còn tiếp tục thọ khổ Cô ngước mặt lên trời mà cầu nguyện Thập phương chư Phật Từ ai mẫn ngã Thính ngã vị mẫu Sở phát quảng đại thệ nguyện Nhược đắc ngã mẫu Vĩnh ly tam đồ Cập tư hạ tiện Nải chí nữ nhân Chi thân vĩnh kiếp bất thọ giả Nguyện ngã tự kim nhật hậu Đối thanh tịnh liên hoa Mục như lai Tượng tiền Khước hậu Bách thiên vạn ức kiếp trung Ứng hữu thế giới Sở hữu địa ngục Cập tam ác đạo Chư tội khổ chúng sanh Thề nguyện cứu bạc Lệnh ly địa ngục ác thú Xúc sanh ngạ quỷ đẳng Như thị tội báo đẳng Nhân tận thành Phật cánh Ngã nhiên hậu phương thành chánh giác Quang mục là tiền thân của bồ tát địa tạng mẹ của cô thật sự được vĩnh viễn thoát khỏi ác đạo vì sao vậy nếu như không có việc mẹ bị đọa địa ngục đau khổ như vậy thì làm sao cô có thể phát tâm được Công đức của mẹ cô là từ đây mà có Là bởi vì bà đọa vào địa ngục thọ khổ sở cùng cực như vậy Là động lực làm người con hiếu này phát tâm rộng lớn Cô có thể phát nguyện rộng lớn như vậy Là cho nhân duyên hiếm có Từ mẹ cô bị đọa ác đạo mà ra nếu không có sự việc này thì cô chắc chắn sẽ không phát tâm cô cũng sẽ không sắm sửa đồ cúng dường cũng sẽ không bỏ tiền của ra tạo tượng mẹ cô là tăng thượng nghịch duyên cho cô cho nên thật sự là người còn kẻ mất đều được phước lợi được đại lợi ích lợi ích không thể nghĩ bà khi nguyện này vừa phát ra xin thưa với các vị thì mẹ cô vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác Đạo lý này chúng ta phải hiểu Tâm nguyện của cô Chúng ta phải nhớ kỹ nếu như chúng ta cũng có thể dùng nguyện của bồ tát địa tạng đã phát làm bổ nguyện của chính mình chính mình cũng phát nguyện giống y như vậy thì bạn chính là hóa thân của bồ tát địa tạng công đức này là không thể nghĩ bà Không những cha mẹ Quyến thuộc trong đời quá khứ của mình Có thể vĩnh viễn thoát khỏi ác đạo Nhà Phật thường nói Một người con thành Phật Thì tổ tiên ông bà chính đời được sanh thiên là tổ tiên chính đời gì trước Đều có thể lìa khỏi nỗi khổ ác đạo xanh thiên hưởng thiên phước lời nói này là thật không phải là giả chúng ta từ trong đoạn kinh văn này có thể thể hội một cách sâu sắc cô phát nguyện ở trước tượng phật trong trăm nghìn dạng ức kiếp từ nay về sau sức mạnh nguyện lực của cô không phải là nhất thời không phải trong thời gian ngắn cũng không phải vì một nơi mà là chỉ cần thế giới nào có địa ngục và ba đường ác bạn thấy nguyện hạnh này lớn cỡ nào không gian bao lớn thời gian vô hạn vì mặt không gian là tận hư không khắp pháp giới Chỉ cần nơi nào có địa ngục và ba đường ác Tất cả chúng sanh bị khổ nạn ở trong đây Cô phát thệ nguyện rộng lớn Đi cứu vớt họ Muốn giúp những người này vĩnh viễn lìa khỏi địa ngục ác thú Xúc sanh ngạ quỷ Nguyện cho những người thọ tội này Người gặp phải khổ nạn giống như mẹ của cô Họ đều đã hoàn toàn thành Phật rồi Sau cùng chính mình mới thành Phật Đây chính là Địa ngục chưa trống không Thề không thành Phật Địa ngục trống không rồi Thì ngạ quỷ xúc sanh đương nhiên sẽ trống không Đây là đạo lý nhất định rồi Phát thệ nguyện dĩ Cụ văn thanh tịnh liên hoa mục như lai Nhi cáo chi viết quan mục nhữ đại từ bi thiện năng vị mẫu pháp như thị đại nguyện Đây là tâm hiếu cảm đến chư Phật Nguyện này vừa phát ra Liền nghe thấy có âm thanh Chưa có nhìn thấy hình ảnh Phật Nghe thấy tiếng của Phật Cảm ứng vô cùng rõ rệt Cảm rõ rệt Ứng rõ rệt Cô phát nguyện ở trước tượng Phật Đây là cảm Cảm rõ ràng Lập tức được Phật ứng rõ ràng Phật liền nói với cô Cô nghe thấy tiếng của Phật Nói với mình là Nhà ngươi rất có lòng từ mẫn Đây là tâm đại từ đại bi Phổ độ tất cả chúng sanh Chân thật của Như Lai Thiện năng vị mẫu Tâm nguyện tâm đại từ mẫn này của ngươi Là bởi do nhân duyên mẹ ngươi đọa ác đạo Nên ngươi mới phát ra Ngô quán nhữ mẫu thập tam tuế tất xả tử báo dĩ sanh Vi phạm chí Thọ niên bách tuế Phật nói với cô Nghiệp báo của mẹ ngươi Đã chuyển đổi rồi Nguyễn vừa phát liền chuyển ngay Mẹ của ngươi sau khi 13 tuổi chết đi Bà vẫn được thân người Hơn nữa rất thù thắng Sanh làm người phạm chí Là người tu hành trong tôn giáo bà La Môn Giả lại trường thọ Bà sống đến 100 tuổi Quá thị báo hậu đương sanh vô ưu quốc độ, vô ưu quốc độ chính là thế giới tây phương cực lạc. Bà ở trong tu đạo, coi nhân duyên thù thắng, nghe được Phật pháp. Sau khi nghe được Phật pháp, bà phát tâm niệm và cầu sanh tịnh độ, sanh về thế giới tây phương cực lạc, thọ mạng bất khả kế kiếp. Thọa mạng vô lượng giống như a di đà Phật Hậu thành Phật quả Ở thế giới Tây Phương cực lạc nhất định một đời thành Phật Cho nên pháp môn này Gọi là pháp môn thành tựu ngay trong đời này Sau khi thành Phật Quán độ nhân thiên số như hằng hà sa Đây là thanh tịnh liên hoa mục như lai đã nói với quan mục những quả báo thiện mà mẹ ngươi sau này có được đây là câu chuyện về cô quan mục chính là bồ tát địa tạng phát nguyện lúc còn tu nhân sau khi phật nói xong Nói giới định tự tại dương, mời xem kinh văn. Phật cáo định tự tại vương, nhĩ thời là hán phước độ quan mục giả tức vô tận ý Bồ Tát thị. Vị là hán lúc đó. Người dạy quan mục lúc đó cứu độ mẹ, hiện nay chính là Bồ Tát vô tận ý. Đây là Bồ Tát đẳng giác. thở đó là một vị la hán, la hán không nhất định là tứ quả, các vị phải biết sơ quả cũng gọi là la hán, nhị quả tam quả cũng gọi là la hán. Hiện nay là Bồ Tát đẳng giác, quan mục mẫu giả tức giải thoát Bồ Tát thị, hiện nay cũng là Bồ Tát đẳng giác. quan một nữ giả tức địa tạng bồ tát thị đem nhân duyên kiếp đó của cô thấy đều nói ra hết đây là điều chúng ta cần phải học tập mời xem kinh văn dưới đây quá khứ cũ viễn kiếp trung như thị tư mẫn Phát hằng hà sa nguyện Quảng độ chúng sanh Phật ở chỗ này Khuyến khích chúng ta thêm một lần nữa Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này Trong nhiều kiếp lâu xa về trước Bồ Tát địa tạng đời đời kiếp kiếp Đã gặp phải những khổ duyên này nó đã làm sanh khởi bi nguyện của ngài đời đời kiếp kiếp phát nguyện phát hằng hà sa nguyện số lần phát nguyện nhiều như vậy nên tâm nguyện của ngài mạnh mẽ nguyện lực rộng lớn như vậy đối tượng đều là chúng sanh khổ nạn trong tận hư không khắp pháp giới Xin mời xem đoạn kinh văn dưới đây Vị lai thế trung Vị lai thế này Chính là chỉ chúng ta hiện nay Theo như cách nói của người phương Tây Chúng ta hiện nay Cách thời Đức Phật còn tại thế Cũng đã hơn 2.000 năm rồi Theo cách ghi chép của lịch sử Trung Quốc Thì hơn 3.000 năm Cho nên chữ vị lai thế trung Chính là chỉ chúng ta hiện nay nhược hữu nam tử nữ nhân nam tử nữ nhân không có cộng thêm chữ thiện hay nói cách khác người nam người nữ tạo nghiệp bất hành thiện giả hành ác giả nảy chí bất tín nhân quả giả tài dâm vọng ngữ giả lưỡng thiệt ác khẩu giả hủy bán đại thừa giả như thị chưa nghiệp chúng sanh tất đọa ác thú đây là nói đời hiện nay người tạo những nghiệp này trong xã hội ngày nay là quá phổ biến bất cứ lúc nào ở nơi đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy nếu như họ cứ tiếp tục tạo nữa không biết quay đầu thì chắc chắn sẽ bị đọa ác thú Ác thú là ba đường ác Giả lại Con người ở đời là vô cùng ngắn ngủi Trong thời gian ngắn ngủi Rất dễ tạo tác ác nghiệp Tạo tác ác nghiệp cực nặng Trong chớp mắt Là thấy họ phải thọ khổ báo rồi Nhược ngộ thiện tri thức Khuyến lệnh nhất đàn chỉ gian Quy y địa tạng Bồ Tát Thị chư chúng sanh Tức đắc giải thoát Tam ác đạo báo Có bao nhiêu người Gặp được thiền tri thức chân thật có thể dâng theo lời giáo huấn của thiện tri thức thiện tri thức chân thật hiểu rõ đạo lý nhân duyên quả báo và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo lời khuyên nhủ của họ là chân thành là từ bi là thân thiết sau khi chúng ta nghe xong sẽ thấy cảm động Nhất đàn chỉ gian là chỉ thời gian ngắn ngủi. Thời gian rất ngắn ngủi. Bạn có thể quy y địa tạng Bồ Tát. Quy là trở về. Trước đây tạo tác, tất cả tội nghiệp. Hiện nay quay đầu không tạo nữa. Y là nương tựa. Nương theo lời chỉ dạy của Bồ Tát Địa Tạng. Mà hạnh nghiệp của bạn nếu không sửa đổi, không thể sửa chữa sai lầm, không thể quay đầu thì vẫn phải thọ ác báo. Tri thức. Duyên của thiện tri thức có sâu cạn khác nhau. Duyên cạn, họ khuyên bạn uy y chừng trong khoảng khảy móng tay. Duyên sâu thì họ giảng giải sự thật rõ ràng minh bạch cho bạn. Sau đó, khuyên nhủ bạn phải tu hành như thế nào? Thì duyên của vị thiện tri thức này là sâu rồi Bạn đều hiểu rõ ràng minh bạch Thật sự quay đầu rồi Quay đầu cứu mình Không phải cứu người khác Nếu như không quay đầu Nếu như không cứu chính mình Thì nhất định đọa ác đạo rồi Là giống như Lời mẹ quan Mục đã nói Tình trạng khổ trong địa ngục Không thể nói hết Không nhẫn tâm nói Thật sự quay đầu Y giáo phụng hành Tuân theo lời giáo huấn của Phật Đà Mỗi ngày thọ tri đọc tụng Vì người diễn thuyết Thì người này là Tức đắc giải thoát tam ác đạo báo Nhất định sẽ không tạo nghiệp ba đường ác Cũng không còn thọ quả báo ba đường ác Đây là do nguyên nhân gì? Duyên chuyển rồi Các chị nên biết Phật Pháp là nói lý Những hạt giống tập nghiệp Mà bạn tạo tác trước đây vĩnh viễn tồn tại Không thể nói bạn hôm nay tu thiện Thì cái thiện này có thể bù trừ tội lỗi Không thể bù trừ nhau được rồi Thiện có quả thiện Ác có ác báo Dính diễn không thể bù trừ cho nhau được nhưng tội nghiệp sâu nặng thì tội báo này nhất định là có ta hiện nay tạm thời không muốn thọ các ác báo này ta muốn đem quả thiện này hiện ra trước vậy thì được điều này có thể làm đạo lý là ở chỗ nào vậy ừ. duyên ta từ đây trở đi đoạn tất cả ác ta đoạn hết duyên ác đi hạt giống ác nghiệp tuy còn đó nhưng không có duyên nên nó không thể khởi hiện hành cái thiện này của ta tuy nhỏ ta tăng cường thêm duyên thiện khiến cho thiện nở hoa trước kết quả trước điều này có thể làm được vậy là hợp lý thật sự là hợp tình hợp pháp hợp lý cho nên chúng ta bắt đầu từ hôm nay trở đi nhất định phải đoạn tất cả ác tu tất cả thiện đoạn tất cả ác tức là dừng các ác duyên lại Tuy trước đây tạo nhân ác cực nặng Mà không có duyên ác Nên nhân ác không thể kết thành quả Tuy thiện rất yếu ớt Làm việc thiện ít Đây là một chút xíu thiện nhỏ cũng được Từ nay về sau Ta tăng cường nó Khiến cho duyên thiện tăng trưởng Quả thiện Hiển tiền trước Vậy thì tốt rồi dưới đây Phật dạy chúng ta. Vậy chúng ta làm thế nào chuyển đổi cái quả báo này? Đoạn khai thị này rất quan trọng. Nhược năng trí tâm quy kính. Đây là câu thứ nhất. Đây là căn bản. Quy là quy y. Quy y các vị phải nhớ, nhất định phải y giáo phụng hành mới gọi là quy y. Nếu như không thể làm được y giáo phụng hành thì không gọi là quy y. Bạn chưa quay đầu Quy là trở về Chân thật quay đầu Thì nhất định có kính Thành kính Ấn quan Đại Sư nói Một phần thành kính thì được một phần lợi ích Mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích Đây là có người thỉnh giáo với Ấn Tổ tu học phật pháp có bí quyết gì để vào cửa phật không đại sư trả lời có là thành kính đây là bí quyết vào cửa phật cho nên nói một phần thành kính thì được một phần lợi ích mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích thành kính có thể cảm động chư phật gia trì chúng ta thấy cô bà la môn cô quan mục thấy những câu chuyện này Tại vì sao họ có thể được sự gia trì rõ ràng như vậy? Là do thành kính. Đây là nói tổng quát. Bên dưới là nói chi tiết. Thành kính biểu hiện ở chỗ nào vậy? Chim lễ tán thán. Tán thán chính là vì người thuyết pháp, vì người diễn thuyết. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này chính là tán thán Bồ Tát Địa Tạng. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh Vô Lượng Thọ là tán thán Phật A Di Đà. Là chỉ cho việc giảng kinh thuyết pháp. Phía dưới đây là những việc dụng vật như hương hoa y phục, các thứ quý báu, ẩm thực, đây là cúng dường. Đều là biểu hiện cho người khác xem. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này thôi. A Di Đà Phật.